ngày xưa cũng đã nhịn 15 ngày, nhịn đốc tờ nhiều lắm. Các kiểu, nhưng mà cái số được 3 ký thì lên 5 ký. Đúng rồi. Cái số 3 ký thì lên 5 ký. Chấp hành là ăn từ 11 rưỡi trưa hôm nay ăn. Rồi. Đến 6 đến 5 giờ chiều ăn. Rồi. 5 rưỡi thì ăn, đến nhịn đến sáng sau, đến trưa sau luôn. Rồi. Sáng là cũng không uống nước, có đường, uống nước lọc trà, uống lọc không rồi. Không có nếm nếp gì hết. Nhiều chiều ăn có nhiều. Chiều ăn một chén, đa thơ ăn một chén. Rồi. Chưa ăn hai chén, chưa no thoải mái như clip của thầy đã. Đúng rồi, cứ ăn thoải mái. Thì cũng được rồi. Là đã. Ăn cho đã, không có vấn đề gì hết. Em nhìn ăn là em giảm được từ 80 ký xuống bây giờ gần 73 ký. Giỏi ha. Cho nên anh thấy mấy cái thằng nó suối, nó nói ta đừng ăn sáng là bệnh này là nó láo hết. Ngày xưa cũng đã nhịn 15 ngày, nhịn đốc tờ nhiều lắm. Các kiểu, nhưng mà cái số được 3 ký thì lên 5 ký. Đúng rồi. Cái số 3 ký thì lên 5 ký. Mình cứ duy trì ăn uống, nhịn ăn cái khoảng này là ok rồi. Áp dụng cái 8, 16 của thầy là thấy ổn. Đúng. Mà mình trưa mình vẫn ăn ngon lành. Chưa ăn thoải mái. Duyên gì mà mình không ăn. Mà đời sinh ra thụ hưởng với duyên gì. Ăn tôm hùm, tôm hiếp rồi ăn được hết. Bây giờ trước là mình kiêng. Trước thì ăn mùa với tôm thôi. Còn thứ hai là coi chừng bây giờ là ăn được 5 con rồi. Đó. Cho nó đúng, hoàn toàn chính xác. Mọi người thấy đi, mình thấy không? Đời mình sinh ra là không có gì kiêng hết trơn á. Trời, tại mình không biết cách thôi. Nè, mình kiêng là khi mình nhịn ăn cái đó như buổi trưa, đừng có cưỡng lại cái sự sung sướng đó. Nè, tôm, cá, thịt gì ăn được, cứ ăn. Nè, còn riêng cái chứng anh, tôi nói anh đó là kiên trì chút xíu. Nè, thứ nhất là bây giờ anh đã thực hiện được chỉnh năng hút không khí cho đá. Nhưng mà hút đi anh em. Chùm game nào anh em.